Hello, xin chào chào mừng bạn đến với Vietcademy. Mình là Zino từ Viet Studio và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm overlay nhanh nhất để livestream trên OBS. Thì trước tiên các bạn vào OBS, các bạn ở đây mình có cam rồi, bây giờ mình sẽ add cái game vào để mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm overlay nó chuẩn luôn. Ở đây nó không có nhận cái này, bật cái này lên. Mình dùng cái PUBG Mobi để mình test. Đây. Đây. Ok. Crop lại mấy đường cho nó đặc biệt tí. Ok. Thì để mà crop lại cái nút khóa để mà crop lại giống như mình vừa làm hồi nãy, ví dụ như là các bạn có một tấm hình mà các bạn muốn cắt phần này cắt phần kia này nọ thì các bạn đè nút Enter. Thì đó, nút Enter á, thì cái nút mà cái bên phải nút Window á, thì các bạn có, rồi các bạn kéo, các bạn click vào cái điểm đó, các bạn kéo là các bạn sẽ crop được, các bạn sẽ thu được những cái khúc mà các bạn không muốn đó. Bây giờ đây là game của mình, mình đã có game và bây giờ mình sẽ để game dưới cam để mà cam mình có thể nổi lên trên. Bây giờ mình đã có game rồi, bây giờ mình sẽ là cái gì, game và khung chat và khung của webcam. Ok, trước tiên thì mình cũng chưa làm này bây giờ, nhưng mà thôi chúng ta test thử nha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái colossal để cái này là cái gì ta, khung webcam. Ok, điều chỉnh nó là 1920 1080. Mình sẽ chơi cái màu chủ đạo lần này là màu trắng nha các bạn. Mình sẽ để khung webcam này ở dưới cùng của cái cam. Mình sẽ để nó ở dưới cái cam thôi, chứ mình sẽ để nó trên cái game. Ok, sẽ chỉnh cái cam đúng cái vị trí mà mình muốn. Đây, khúc này nó bị dư ra nè. Khúc này nó bị dư ra một chút nè. Bây giờ mình sẽ crop lại. Ok, đè nút Enter nha mọi người. Đó, crop lại. Và hiện tại là mình cũng không có thích kiểu mà cái cam của mình nó gọi là nó rộng về mặt xung quanh quá, nhưng mà cái mặt của mình nó hơi nhỏ. Bây giờ mình muốn nó mình muốn tiết kiệm diện tích hơn thì mình sẽ để cái cam bự ra và mình drop cái này lại, drop đầu lại một chút, drop bên này lại một chút. Đó, ok. Coi như là chúng ta đây, khúc này ok. Hơi to quá rồi. Ok. Rồi. Bây giờ ở đây thì các bạn cứ như cũ thôi, các bạn cứ đè delete rồi các bạn kéo dần. Bình thường là các bạn phải sử dụng cái phím tắt đè delete nhiều lên để các bạn quen, nên các bạn cứ drop liên tục. Nếu mà làm không được thì cứ tạo một cái color mới làm lại thôi, không có gì phải lo cả. Đó, giống như bức tranh vậy các bạn, nhìn giống như bức tranh vậy đó. Đó, coi như chúng ta có cái khung của đất cái game đi nè, các bạn sẽ nhìn thấy. Đó, coi như chúng ta có một cái khung để mà để webcam rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào một bật cái game lên. Thì mình tính để khung chat ở phía bên khúc trên đây. Thì game mình sẽ để tút lên trên đây. Thì cái khung chat thì chắc lại là tạo một cái color nữa, color sột nữa. Mình nghĩ là khung chat. Khung chat để tiếp 1920 1080. Ok. Khung chat này thì chắc là dưới khung của webcam rồi. Mình sẽ drop khung chat lại. Mình để cho khung chat này nó màu bạc thôi, chứ màu trắng thì nó trùng quá. Mình để cho nó màu bạc. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó màu bạc là đây, Big Screen Color. Màu bạc. Ok. Ok, đây. Cái khung chat chúng ta có màu bạc rồi các bạn. Ok. Cái khung chat cho khung chat dưới khung game luôn. Dưới game luôn. Ok. Ok. Ổn rồi đó, nhìn có vẻ là trước giờ mình chưa làm đâu. Bây giờ đây là lần đầu tiên luôn. Bây giờ mình cảm thấy là cái khung của cái game này nó hơi bị thiếu cái gì đó, mình sẽ làm viền game. Mình sẽ một cái viền xung quanh, cái viền màu vàng đi cho nó nổi. Rồi bắt đầu nó hơi bị phản logic rồi đó, nhưng mà 1080. Để mình sẽ cho nó màu cam đi, bớt nổi đi. Tuy là nổi đó, nhưng mà bớt nổi hơn một kia viền game ở trên cái khung chat. Đè Enter, tiếp tục crop tiếp. Crop bên này vô. Rồi crop ở dưới lên. Đó.
ok, đây background để lại, ok. À, có vẻ như nhìn có vẻ khác khác đi một chút. Ở trên đây thì chắc là mình làm một cái ô chứ nhỉ, một cái ô, ô tên là name, là tên mình đó, đó 1920 1080 tiếp, để cái ô này nó màu xanh lá đi. Ok, mình sẽ để nó tầm cỡ này đó. Cái này được chưa ta? Ok, qua một tí, qua một tí đó, để cái đây có thể là tới tên mình. Một cái thấy nó màu, thấy màu trắng tốt nhất là nên để nó màu trắng hợp lý nhất. Ok, quá đẹp. Ok, theo cái mức độ thẩm mỹ đó nha. Còn cái khúc ông nội này, viền game này đáng lẽ màu trắng luôn, ngầu hơn nè, đó màu trắng. Ok, đó. Có vẻ ổn hơn, có vẻ ổn hơn các bạn. Bây giờ ở trên đây là khung chat đúng không? Khung chat. Bây giờ khung chat mình sẽ để nó một cái màu đen. Chúng ta tạo thêm một cái color sụt nữa, ghi là khung chat 2. Rồi, tiếp tục 1920 080. Cái kiểu viền ý khung chat 2, với khung chat 2 thì mình sẽ chỉnh nó thành màu đen đúng không? Ok, giờ nó đen thui rồi. Bây giờ viền game. Ok, khung chat đâu? Đây, khung chat đây. Đó, đó khung chat cỡ này. Bo lại. Đúng rồi. Đó, trên là khung chat. Mình sẽ để cái này ở dưới để có chữ. Ok. Phía dưới đây thì mọi người có thể thêm các dòng chữ như là hãy theo dõi channel này nọ. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi thêm những cái color sort nè. Mình sẽ ghi là khung khung kêu gọi theo dõi đây 920 1080. Ok, cái này nó hơi hơi lố đây, kéo thằng ông nội đi xuống. Ok, bên đây tí đó, đây đó. Khung kêu gọi này các bạn có thể add bất kỳ cái gì các bạn muốn được. Ok, có vẻ như xong rồi. Khung khung game đã có, khung chat đã có, và bây giờ mình sẽ thêm chữ nha. Mấy cái chữ bắt đầu đến mấy cái chữ phức tạp. Bây giờ mình sẽ group hết nguyên cái đống này vào. Các bạn mình sẽ group hết đống này vào. Bây giờ các bạn chọn A, chuột phải chọn add, chọn group. Các bạn ghi là các khung, đây là group khung, là cái gì cứ khung là ở trong đây hết. Đây khung. Đó, khung là trong đây hết. Ok, à đâu phải đổi tên lại, khung cộng game cộng game cộng webcam. Ok, hợp lý. Ok, tắt lại cho nó bớt nhùng nhằng. Bây giờ mình sẽ thêm chữ vào. Test nè, test này là cái này là tên mình chứ. Tên là Gino. Lấy phone, đại phone đi nha. Mình sẽ lấy đại một phone. Ok, cái chữ mình sẽ đổi thành màu đen, tại vì cái background của cái tên nó màu trắng, phải đổi màu đen. Dino. Đó. Bây giờ thêm giọng dưới là test. Mình sẽ tạo đây là kêu gọi. Ê, này trước tiên mới gọi chatbot chứ. Chatbot. Chat bot. Có cái phone nào ngầu ngầu không? Rồi, phone này mình phone mình ưa thích nè. Đây chatbot để lên đây. Mình dùng cái phone đó luôn đi cho nó ngầu. Tên mình sẽ đổi phone phone đó luôn, phone đó ngầu phết. Ok. 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 Ổn rồi đó.
Ở phim này thì mình sẽ ghi thêm chữ like và subscribe. Ở đây các bạn có thể add một vài cái như là Facebook hay là Instagram hay là những cái như YouTube này nọ. Thì các bạn muốn add gì cũng được. Thì các bạn muốn add gì thì các bạn chỉ cần phải chuột phải chọn add và add cái đó vô thôi. Ở đây mình sẽ thêm dòng chữ là hãy like và subscribe nha. Test đây đổi tên nó thành like and sub. Like và theo dõi channel ủng hộ mình nhé. Ok, mình sẽ chọn phone. Cái phone này chắc mình giữ nguyên phone quá, hay mình để nó là UTM Inbox. UTM đây rồi, UTM Inbox. Ok, mình đổi chữ thành màu đen, tại vì nền nó nền trắng mà. Ok. Đây. Đó. Trong cái bây giờ mình muốn thu cái hộp lại thì các bạn nhấn vào cái khung, cái group khung. Đây cái khung mà khung kêu gọi nè, các bạn đè let tiếp các bạn thu nó lại thôi. Rồi. Còn ở đây thì các bạn có thể thêm một cái khung nữa, đó gọi là khung tên game, đó là khung tên game. Đâu colossal nè. Khung tên game. Bên game à, chắc như đây được rồi đó. Đó. Không tin game quăng vô khung luôn. Rồi thêm tên game vô. PUBG Mobile đó. Ví dụ đó nha, ví dụ thôi. Đây chỉ là ví dụ. Ok. Đổi nó thành đen. Các bạn có thể đổi thành bất kỳ màu nào cũng được nha, chứ không phải là chỉ đổi màu đen màu trắng được thôi. Các bạn để màu tím, màu vàng, màu gì cũng đổi được đó, khỏi lo. Ok. Có vẻ là xong rồi. Đấy, đó chính là cái bây giờ mình sẽ bật cái game lên, nó sẽ bật cái game lên rồi đó. Giờ sẽ bật OBS lên. Đây các bạn sẽ thấy cái game của mình, đây là cái webcam của mình, đây là các bạn cũng nhìn thấy ở góc trên là game và chatbox ở phía trên. Và các bạn cách add chatbox thì mình đã hướng dẫn ở những video trước rồi, và nếu như các bạn nào không biết thì hãy coi ở dưới phần mô tả, mình sẽ để link ở phía dưới để các bạn có thể tham khảo. Và đây chính là cách để tạo overlay đơn giản nhất, mình thấy khá đơn giản, hoặc không thì còn không thì các bạn có thể tải về đơn giản hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, like và comment phía dưới nha. Các bạn thêm thông tin tại VR Academy. Nếu có vấn đề gì thì hãy comment phía dưới để mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Thật ra là mình đáng lẽ bình thường mình nói nhanh lắm, nhưng mà do là mình đang suy nghĩ là mình cần có thay đổi gì ở trong cái overlay này không. Nhưng mà thật ra cũng không. Okay. Hẹn lại mọi người ở video sau nha. Bye bye.